Xin chào các em học sinh lớp 9. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em phân tích khổ 2 bài thơ Sang Thu của Hữu Thỉnh. Cuối hạ thu đến, mang theo những cảm xúc bất chợt để lại trong lòng ai những bồi hồi xao xuyến về một mùa thu nồng nàn êm ái. Ngày hạ đi để nhường chỗ cho nàng thu dịu dàng bước tới. Sự chuyển mình giữa hai mùa thật nhẹ nhàng và ngập ngừng như lưu luyến, vấn vương một cái gì đó của thời đã qua. Khoảnh khắc ấy thật đẹp, nhưng không phải ai cũng dễ dàng nhận thấy. Riêng nhà thơ Hữu Thỉnh thì khác, ông đã có một cái nhìn thật tinh tường, một cảm nhận thật sắc nét và một cách sống hòa hợp với thiên nhiên, nên mới có thể vẽ lại bức tranh in dấu sự chuyển mình của đất trời qua bài thơ Sang Thu. Khổ hai bài thơ Sang Thu thể hiện sâu sắc tình cảm nhẹ nhàng mà tinh tế của nhà thơ trước thiên nhiên và cuộc đời. Sông được lúc rành ràng, chim bắt đầu vội vã, có đám mây mùa hạ, vắt nửa mình sang thu. Khoảnh khắc giao mùa chắc là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của tự nhiên. Nó gieo vào trong lòng người những rung động nhẹ nhàng, khiến ta như giao hòa đồng điệu. Bài thơ Sang Thu của Hữu Thỉnh đã thể hiện những dung cảm tinh tế của nhà thơ trước những biến đổi của tự nhiên ở thời khắc giao mùa từ hạ sang thu. Mùa thu đã về, mùa thu mang theo hương quê và mang theo sương mờ ướt lạnh. Thu về, từ hương ổi hay từ gió hay từ sương. Bằng chính tài quan sát của mình, Hữu Thỉnh đã khắc họa thành công những bước đi nhỏ bé nhẹ nhàng, mong manh nhỏ nhẹ của mùa thu. Thu đến nhẹ nhàng quá, mơ hồ, nhưng khiến ta cảm nhận được tâm hồn nhạy cảm của một hồn thơ mang nặng tình yêu với thiên nhiên và cuộc sống. Sau phút giao mùa nhẹ nhàng, những dấu hiệu bắt đầu mùa thu đã trở nên rõ ràng hơn, nhanh hơn. Tác giả cảm nhận mùa thu bằng cả tâm hồn của mình. Thu về, thu lại về trên quê hương, trên những con đường, bờ đê và trên cả những con sông cánh chim trời. Sông được lúc rành ràng, chim bắt đầu vội vã. Cảm xúc thu sang của tác giả lan tỏa trong không gian rộng hơn, nhiều cung bậc cảm xúc hơn. Từ không gian nhỏ bé như con ngõ nhỏ đã lan tỏa ra tới bầu trời, một không gian bao la rộng lớn không gì có thể đo đếm được. Bằng nghệ thuật nhân hóa, tác giả đã tạo dựng nên linh hồn cho cảnh vật. Với từ được lúc, dòng sông như được dịp được thời, như đang lắng lại trầm xuống lững lờ suy tư. Dòng sông êm đềm, nhẹ nhàng trôi sau những cơn mưa mùa hạ như chút nước. Tiết trời sang thu đã khiến cho dòng sông trở nên nhẹ nhàng và lắng lại. Nó lại rành ràng, chậm chạp, khoan thai, chảy trong không gian bức tranh tuyệt đẹp của mùa thu. Dòng sông cũng rùng rằng và ngập ngừng níu kéo nhịp thở của mùa hạ. Sông giống như tâm trạng của con người, dường như đang sống chậm lại, ngẫm nghĩ, chiêm nghiệm về cuộc đời. Trái ngược với rành ràng của dòng sông, những cánh chim di trú lại bắt đầu vội vã để lo lắng trước khoảnh khắc giao mùa. Hẳn là đàn chim đã bắt đầu cảm nhận được chút se lạnh của tiết trời. Tác giả rất tinh tế khi sử dụng từ bắt đầu chứ không phải là đang vội vã. Bởi thu mới chạm ngõ bằng hơi sương lạnh lẽo, còn đủ thời gian cho những cánh chim làm tổ, tha mồi, chuẩn bị đón một mùa đông lạnh lẽo kéo dài. Với nghệ thuật tương phản đặc sắc, Hữu Thỉnh đã gợi lên bức tranh thu đầy sinh động, nhẹ nhàng, lãng mạn nhưng không kém phần hối hả, vội vã. Phải có tình yêu thiên nhiên và những cảm nhận sâu sắc, nhà thơ mới thấy được những biến chuyển của vạn vật trong khúc giao mùa như vậy. Thông qua bức tranh ấy, ông muốn gợi lên sự chuyển mình của đất nước ta. Một đất nước vừa trải qua mưa bom bão đạn, giành được độc lập và đang bắt đầu xây dựng đất nước trong không khí vui tươi rộn ràng. Với động từ vắt, bầu trời lúc giao mùa bỗng trong cảm nhận của thi sĩ trở nên đặc biệt hơn. Có đám mây mùa hạ vắt nửa mình sang thu. Hành động được nhân hóa này mang ý nghĩa diễn tả sự vận động của thời gian. Không gian thơ cũng như trở nên rộng mở hơn, bao la hơn với hình ảnh đầy chất tạo hình này. Đám mây bé nhỏ dường như trải dài hơn, trôi lững lờ trong bầu trời xanh ngắt cao rộng. Dường như nó vẫn còn vương vấn ánh nắng ấm áp của mùa hạ, nên chỉ vắt nửa mình sang thu. Nó đã tạo nên một làn ranh giới mỏng manh hư ảo. Có lẽ thực tế sẽ không thể nào có áng mây bé nhỏ nào như thế. Đó chỉ là sự liên tưởng đầy thú vị của thi sĩ.
Tất cả góp phần tạo nên một thời khắc giao mùa đầy chất thơ, tinh tế và nhạy cảm, độc đáo nhưng bâng khuâng trong không gian êm dịu của mùa thu. Dòng sông, đám mây, cánh chim đều được nhân hóa rõ nét, khiến cho bức tranh thu hữu tình của Hữu Thỉnh trở nên thi vị hơn. Qua đó, ta cảm nhận được một tâm hồn nhạy cảm, yêu thiên nhiên tha thiết và trí tưởng tượng bay bổng độc đáo của nhà thơ. Với thể thơ năm chữ giàu nhịp điệu, kết hợp với hình ảnh nhân hóa đặc sắc, Hữu Thỉnh đã đem đến cho thơ ca một mùa thu thật đẹp, thật mộc mạc, giản dị. Đọc đoạn thơ, ta cảm nhận được cảnh vật như trở nên vừa hư vừa thực, rất nên thơ và giàu sức tưởng tượng độc đáo. Nhà thơ Hữu Thỉnh hẳn phải là người có tâm hồn tinh tế, cùng với tình yêu tha thiết với thiên nhiên và đất nước, mới có thể sáng tạo nên những vần thơ đặc sắc này. Ngòi bút tài năng này đã khiến chúng ta không thể không cảm phục. Sang Thu là một tiếng lòng trang trải, gửi gắm bao tình yêu mùa thu của quê hương đất nước, một tiếng thu nồng hậu thiết tha. Gấp trang sách lại, mùa thu của Hữu Thỉnh vẫn còn quẩn quanh đâu đây trong trí óc của mỗi chúng ta. Chúng ta hãy lắng lòng để hướng tới thiên nhiên, hướng tới quê nhà. Hết bài phân tích. Hy vọng với video này, thầy có thể giúp các em nâng cao khả năng làm văn phân tích của mình. Các em có thể tham khảo thêm các bài văn phân tích khác dưới phần mô tả. Thầy có để link để các em xem và tải tài liệu miễn phí. Chúc các em học tốt và cảm ơn các em đã lắng nghe. Các em hãy bấm like, đăng ký và nhận thông báo để cùng thầy nghe những bài văn đi cùng năm tháng.